Con muốn hỏi về thỉnh kinh cầu siêu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Do mẹ con là người dân tộc Khmer, mẹ con theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, con muốn được thỉnh kinh cầu siêu theo kinh Phật giáo Nguyên Thủy thì con thỉnh ở đâu? Đang Nếu tỉnh này là thật kinh về thời về đọc. nếu mà nếu như á mà quý vị muốn thỉnh cái quyển kinh á thì quý vị tìm Google giùm sư cái này kinh Nhật tụng của cư sĩ. Thì ở đây nó có cái phần là lễ bái tam bảo rồi cầu an cầu siêu đó, kinh cầu an rồi kinh cầu siêu, thì quý vị bấm vào đó rồi quý vị xem. Rồi còn đúng ra đó là không có cái kinh cầu siêu nào hết. Nếu mà nói đúng cái nghĩa của cái từ cầu để mà siêu, tức là tụng cái bài đó để cho cái người chết họ siêu á, không có bài kinh nào hết trơn chỗ nha. Chẳng qua là đây là những bài kinh mà khi đến khi quý vị thỉnh chư tăng tụng cầu siêu thì chư tăng lôi mấy bài này ra tụng, chứ còn để mà cầu để mà siêu thì không có. Còn nếu như mà quý vị muốn biết cách tụng những bài kinh này thì làm ơn làm phước đi tới chùa rồi tìm cái vị nào đó tụng chuẩn học, chứ đừng có tự tụng một mình. Tụng một mình nó sai, tôi nói nó sai đã vậy là sai không sửa được. Đấy đây là cái từ sa thú ở đây, sa tú đấy chưa, Là đi sửa là đi đánh thôi. tôi cũng nản quá. Tức là làm ơn làm phước đến chùa gặp mấy sư, xin mấy sư dạy cho. Rất nhiều người họ tự học và họ đã tụng sai, và cái sai của họ nó theo họ cả đời, tức là họ sửa Ba lê không sai được sửa. nha. Ba ly sai sửa không được. Thành ra làm ơn làm phước đừng có tự học. Quý vị đây là thôi thì liên quan thì sư trả lời, chứ còn bình thường là phải gửi câu hỏi nha. Quý vị cái chuyện mà kinh kệ này thì cái chuyện quý vị có thọ giới hay không không dính dáng gì hết nha. Chỉ có điều á là mình không phải thầy tu thì đừng có leo lên pháp tòa mà mình ngồi mình tụng như đúng rồi đó thì không có nên.